3 gồm các thành viên như sau: em Cao Huy Thế, em Quỳnh Thị Tân, em Phan Minh Nhi, em Trần Thành Thảo Quỳnh, em Thạch Thị Huyền Mai, em Lê Thị Phương, em Nguyễn Thị Ngọc, em Võ Thị Kim Phượng, em Phạm Kim Luân. Hôm nay nhóm chúng em xin dự thi một học phần múa với bài hát Hương Quả, Mưa Tây Nguyên, nhạc và lời Lê Quốc Thắng. Và bây giờ bài dự thi chúng em phép được bắt đầu. Thank you.